rồi. À, cống thoát nước làm xong này, rồi lên nhựa rồi, đất chúng ta sẽ tăng giá nhẹ nha quý vị nha. Rồi quý vị ơi, ngay ngày hôm nay trên trục đường 22m và đường này chạy thẳng là chúng ta ra tới đường Hồ Chí Minh ạ. Trước mắt chúng ta là đường Hồ Chí Minh chạy ngang những cái dòng dây điện đó quý vị nha. Và từ đây chúng ta